Alo, em có nghe được không? Dạ có nghe, có nghe mình thấy slide rồi. Ok, bây giờ mình sẽ học nha. Mình sẽ học thì là cái mình sẽ học tiếp cái về hình thái chức năng. Mình còn cái phần đánh giá sơ hóa gan nó rất là quan trọng. Thành ra cô đành phải dạy cái phần này cho mấy em luôn. Về nội dung á, thì mình sẽ đi vào cái phần đánh giá sơ hóa gan. Hôm bữa thì mình có coi sinh hóa gan và dấu ấn virus rồi. Thì cái đánh giá sơ hóa gan là cái gì? Thì trong cái phần nội dung thì mình sẽ học là ba phần. Thứ nhất, sơ hóa gan nó là cái gì ha, vai trò của nó như thế nào và có những cái phương tiện nào để giúp mình đánh giá. Thì đây là cái mục tiêu của mình, thì mình sẽ kể được các giai đoạn và mức độ sơ hóa gan, vai trò của nó là gì, kể được các phương pháp không xâm nhập sơ hóa gan mà hiện nay phổ biến và tính được chỉ số Fpre và áp dụng được trong thực hành lâm sàng. Vì đây là thứ nhất là cái sơ hóa gan, thì mấy em biết là cái đây là cái tế bào hình sao gọi là tế bào Stellate, thì nó nằm giữa tế bào nội mạc, tế bào nội mô với tế bào gan. Cái khoảng này gọi là cái khoảng disk. Thì bình thường cái gan bình thường thì cái tế bào hình sao này nó chỉ là nơi dự trữ vitamin A thôi, nó không được hoạt hóa, nó nằm ngủ yên trong đó. Nhưng mà khi có tình trạng viêm mãn tính, tình trạng viêm mãn nha, cô chỉ nói là mãn tính chứ cấp tính, thì nó sẽ không được hoạt hóa. Tình trạng viêm mà tái đi tái lại nhiều lần trong vòng 6 tháng thì nó sẽ kích hoạt, bất kể nguyên nhân gì, nó sẽ kích hoạt tế bào hình sao này để tạo ra những cái chất mà mình nói nôm na là người ta gọi là ECM, tức là extracellular matrix, hay gọi là người ta gọi là dịch sao tiếng Việt là cơ chất giang bào á, hay nói dãy xơ ha, những cái dãy xơ hóa, chủ yếu là những cái dãy xơ hóa. Và những cái dãy xơ này nó sẽ lan rộng từ khoảng disk này, nó lan rộng đến nhiều nơi. Khi nó được hoạt hóa như vậy á, thì cái tế bào hình sao này nó sẽ làm tăng sản xuất chất xơ và giảm thoái biến chất xơ là chính. Và do đó cái chất xơ này hay gọi là chất ECM, chất là cơ chất giang bào, nó sẽ lan rộng ra. Và khi nó lan như vậy, đầu tiên á, nó có bốn mức độ theo phân loại trên MetaBioM em học rồi, có bốn mức độ. Độ zero là nó không có tạo được chất xơ, tức là người bình thường. Nếu những cái chất xơ fibrosis là xơ ha, nó lan rộng, nó nằm ở chỉ khu trú ở những cái khoảng cửa thôi, ở một khoảng rửa thôi, và nó không chưa có thành một cái dải xơ rõ ràng á, thì mình gọi là F1. Còn nếu mà nó bắt đầu nó tạo ra những cái chất xơ mà nó lan ra khỏi khoảng cửa này, nó bắt đầu nó có những cái vách như thế này, thì mình gọi là F2. Còn nếu mà những cái vách này mà bắt đầu nó kết nối những cái xơ để nó kết nối lại, nó tạo những cái vách như thế này á, thì mình gọi là xơ hóa vách hay là xơ hóa bắc cầu, tức là F3. Và nếu mà nó những cái dải xơ này mà nó dày đặc ha, nó dày đặc, nó liên kết với nhau, nó bóp nghẹt tế bào tiểu thùy gan á, thì mình gọi là F4 hay là xơ gan. Như vậy mình có hai cái từ phân biệt, cái từ fibrosis là xơ